Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với bản tin thể thao sáng ngày 27 tháng 5. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chính. Tiền đạo Nam Định đi vào lịch sử V-League với cú repoker vào lưới Thanh Hóa. Sông Lam Nghệ An thắng trận quan trọng, Bình Định leo lên ngôi nhì V-League. Nhiều ngôi sao châu Âu từ chối khoác áo đội tuyển Philippines đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup. Mộ U dự định chốt tương lai tên Hag trong tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiền đạo Rafael Anson của Nam Định vừa thiết lập kỷ lục V-League với cú Repoker ghi 5 bàn vào lưới Thanh Hóa trong trận thắng 5 2 tối 26 tháng 5. Anh ghi bàn ở các phút 45 cộng 3, 53, 73, 79 và 84, nâng tổng số bàn thắng của mình tại V-League 2023-2024 lên 26 bàn. Rafaelson đã vượt qua kỷ lục cũ của Gaston Melo với 24 bàn mùa giải 2016 khi còn 5 vòng đấu nữa. Chiến thắng này giúp Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 42 điểm hơn đội thứ hai Bình Định 8 điểm và tiến gần đến trước vô địch. Rafaelson được gọi là kingson vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng và con số 26 bàn thắng có thể sẽ còn tăng thêm. Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bình Dương trên sân nhà, giúp họ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ohala Michael Onidikachi ở phút 41. Qua giờ giải lao, Tiến Linh và các đồng đội nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành qua đó chấp nhận trắng tay trước khi rời sân Vinh. Trong trận đấu khác, Quy Nhơn Bình Định thắng 2-1 khi làm khách trước Khánh Hòa. Ngô Hồng Phước mở tỷ số cho Bình Định ở phút 43, nhưng Khánh Hòa gỡ hòa nhờ bàn thắng của Douglas Coutinho Gomes de Souza ở phút 56. Vũ Minh Tuấn sau đó ghi bàn quyết định ở phút 68. Chiến thắng này giúp Bình Định có 34 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng V-League hơn Hà Nội FC 1 điểm. Philippines vừa công bố danh sách chính thức tham dự các trận đấu gặp Việt Nam và Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Nhưng nhiều ngôi sao châu Âu đã từ chối lời kêu gọi phục vụ đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Tom saint Trong danh sách 28 cầu thủ, thiếu vắng những cái tên quan trọng như Rafael Oberme, hậu vệ 28 tuổi từng khoác áo Bayern Munich và hiện thi đấu cho Paderborn. Thay vào đó, Philippines đặt niềm tin vào cầu thủ 18 tuổi Santiago Raplico từ đội trẻ Atletico Madrid. Các cầu thủ nhập tịch khác của đội tuyển Philippines chủ yếu có chất lượng trung bình, với New Eterit, Birmingham Anh là cái tên nổi bật nhất. Các cầu thủ khác như Julian Dimang, Joy Taze, World Champs B, Braver Vukova, Croatia. Adrian Jukovic, Levanger Naui và Scott Wood Tonsbert Naui đều thi đấu cho các câu lạc bộ hạng thấp. Với lực lượng này, Philippines khó gây ra bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 6 tháng 6 tới. Theo The Athletic, MU chưa có quyết định về tương lai của Ten Hag. Lãnh đạo MU sẽ đánh giá toàn bộ mùa giải trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, tuần này Sir Jim Radcliffe và các cộng sự sẽ họp bàn đánh giá mùa giải này trước khi chọn giữ hay sa thải Ten Hag. Huấn luyện viên Ten Hag giành chức vô địch FA Cup và giúp MU vào ba trận chung kết trong hai mùa giải, giành hai danh hiệu sau 6 năm trắng tay. Ten Hag tỏ ra thách thức và đưa ra lời khẳng định đánh thép: Hai danh hiệu trong hai năm không tệ, ba trận chung kết trong hai năm cũng không tệ. Nếu họ không cần tôi, thì tôi sẽ đi nơi khác để giành danh hiệu. Đó là việc tôi thường làm. Ten Hag cảm thấy việc ông và đội bóng bị chỉ trích là không công bằng. Mùa giải của MU bị đánh giá tệ tại Premier League nhưng họ đã có chiến thắng xuất sắc 2 một trước Man City ở chung kết FA Cup. Chiến thắng giúp MU vô địch FA Cup lần thứ 13 và giành vé dự Europa League. Ngược lại, Chelsea sẽ bị đẩy xuống Conference League và Newcastle không được giữ cúp châu Âu. Và đây cũng là những thông tin đáng chú ý của bản tin thể thao tổng hợp sáng nay. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube Báo Thanh Hóa. Xin chào và hẹn gặp lại!